cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân. Và sau đây tiếp theo chương trình xin kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Thu Trang với chủ đề dây rốn bám màng mạch máu tiền đạo. Xin mời bác sĩ ạ. Kính thưa ban giám đốc bệnh viện, kính thưa quý thầy cô và các anh chị em đồng nghiệp, hôm nay tôi rất là vinh dự được tham gia buổi hội thảo trong ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin cảm ơn công ty Y Việt đã tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Chúng ta đã biết rằng trong siêu âm sản phụ khoa thì chúng ta thường quan tâm tới những cái vấn đề như là siêu âm tầm soát dị tật thai và bất thường của bánh nhau, bất thường của dây rốn, nhưng mà đôi khi chúng ta lại không quan tâm tới cái vấn đề là cái mạch máu dây nơi cấm của dây rốn ở trong bánh nhau nó như thế nào, vị trí ra làm sao. Chính những cái tỷ lệ mà mạch máu tiền đạo hoặc dây rốn bám màng là cái tỷ lệ rất là thấp trong xảy ra trong thai kỳ, nhưng mà khi mà chúng ta không được quản lý và chẩn đoán trước sinh thì nó sẽ gây ra một cái tình trạng ảnh hưởng đến kết cục thai kỳ rất là xấu và nó có thể cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ. Do đó mà trong hội thảo ngày hôm nay tôi muốn trình bày cái bài dây rốn bám màng và mạch máu tiền đạo, để qua đó chúng ta sẽ có quan tâm đến những cái yếu tố nguy cơ đưa đến những cái bệnh lý này để chúng ta có thể quản lý nó một cách tốt hơn, đưa đến một kết cục thai kỳ nó tốt đẹp hơn. Phần trình bày của tôi gồm có những vấn đề như: thứ nhất tôi sẽ nói sơ về giải phẫu học và vị trí bám của dây rốn. Thứ nhì sẽ nói về cái dây rốn bám màng mạch máu tiền đạo và cách quản lý, sàng lọc, quản lý và xử trí như thế nào. Thì chúng ta đã biết rằng cái dây rốn của chúng ta thì nó gồm có một cái tĩnh mạch rốn và hai động mạch quấn xung quanh. Bao xung quanh cái dây rốn thì nó sẽ có một cái hai lớp màng, một lớp ngoài ngoài trơn láng và phần trong là cái một cái lớp nền là chất hoạt tông. Chính chất hoạt tông này nó sẽ giúp bảo vệ cái mạch máu bên trong và tránh bị đè ép. Những cái vị trí bám của dây rốn thì chúng ta thấy là có bốn cái vị trí bám của dây rốn. Số 2, số 3 thì đó là cái vị trí bám bình thường. Số 2, số 3 là vị trí bám trung tâm và là tâm. Những cái vị trí này thì thường nó không ảnh hưởng tới sự phát triển của em bé. Còn vị trí số 1 và số 4 là vị trí bám rìa. Và số 1 là vị trí bám màng. Số 4 thì là bám rìa thì người ta định nghĩa là cái dây rốn nó bám cách rìa bánh nhau khoảng 2 cm. Còn dây rốn bám màng thì cái dây rốn bám màng này nó sẽ có một cái phần cái mạch máu của thai nó chạy giữa màng ối và màng đệm và đi vào rìa bánh nhau để tiếp nối với cái mạch máu dưới màng đệm. Cái phần này thì chúng ta sẽ thấy là có một cái phần mạch máu nó sẽ không bảo vệ được bởi cái chất hoạt tông, nó sẽ không bao bọc bởi xung quanh. Cái phần này là phần dễ tổn thương. Đây là cái chính là cái phần này. Con chuột này sao nó không di chuyển nè. Cái dừng chuột này nó muốn di chuyển qua phần này nó không đi được. Không có này nè, để chỉ cái mạch máu á. Không có nè. Đây. Đây là chính cái phần này là nó sẽ không được bảo vệ. Đây. Mạch máu này nó sẽ không có chất hoạt tông để bảo vệ. Cái tỷ lệ mà gặp của cái dây rốn bám màng thì nó cũng rất là hiếm, chỉ 1% đơn thai. Còn đối với song thai một bánh nhau thì tỷ lệ này tăng lên khoảng 15%. Còn cái dây rốn bám rìa thì cái tỷ lệ này nó cao hơn khoảng 70% đơn thai và 25% song thai trong một bánh nhau. Đây là một cái hình ảnh của cái dây rốn bám màng. Đó, cái mạch máu thường nó sẽ đi song song với, chúng ta thấy một cái phản âm trống hình ống nó sẽ đi song song với cái thành của tử cung. Và phần này nó sẽ đi vào, một cái phần trống này nó sẽ đi vào rìa bánh nhau và tiếp nối với những mạch máu của dưới màng đệm của bánh nhau. Khi mà chúng ta thấy như vậy thì khi mà phổ đắp lơ lên thì chúng ta sẽ thấy nhìn rõ hơn và có cái chẩn đoán rõ ràng hơn. Đây là mạch máu. Đây là một cái hình ảnh của cái mạch máu của dây rốn bám rìa. Đây là cái hình ảnh của dây rốn và cái bánh nhau, cái mép bánh nhau phía dưới.
một hình ảnh của cái dây rốn trong song thai, một bánh nhau. Thì chúng ta sẽ thấy cái dây rốn nó sẽ bám lên cái màng ói, một dây rốn. Cái này cũng trường hợp này thì chúng ta quan sát kỹ, sẽ bỏ đắp lơ màu lên thì chúng ta thấy mạch máu nó sẽ nổi lên. Một cái hình ảnh sau khi sanh xong sẽ kiểm tra lại, thì đây là một cái trường hợp bánh nhau hai thùy. Bánh nhau hai thùy thì cái mạch máu cuốn rốn ngoài đây là có chất hoạt tông bảo vệ, và cái phần này là những cái mạch máu này nó giữa hai thùy bánh nhau, thì những cái phần này nó không có chất hoạt tông bảo vệ. Cái phần này thì khi mà đứt ra thì nó gây chảy máu rất là nhiều. Như phần bên đây thì đây cái phần dây rốn cắm vô thì cái phần này là có chất hoạt tông bảo vệ, còn những cái mạch máu này nó bám trên cái màng của màng thai thì nó sẽ không có chất hoạt tông bảo vệ. Đó là dây rốn bám trên màng thai. Sau khi bám trên màng thai thì nó sẽ mới đi vào cái bánh nhau, để nó trong bánh nhau, từ bánh nhau nó sẽ đi ra để cấp máu. Cái mạch máu tiền đạo thì mạch máu tiền đạo là một cái mạch máu rốn chạy giữa màng ói vào cái màng đệm. Thì cái mạch máu này nó có thể đi băng qua cổ tử cung hoặc là nằm cách cổ tử cung khoảng 2 cm. Cái tần suất gặp thì nó khoảng 2.500 thai kỳ thì có một trường hợp, còn nó tăng lên ở những cái trường hợp can thiệp hỗ trợ sinh sản. Đây là một hình ảnh của mạch máu tiền đạo rất là rõ, và chúng ta sẽ thấy những cái mạch máu này nó chạy. Dây rốn bám vào ngay đường này là cổ tử cung, và dây rốn bám vào ngay cổ tử cung và có mạch máu đi qua. Thì với cái sự nguy hiểm như vậy thì chúng ta có phải tầm soát tất cả những cái trường hợp mà chúng ta thai kỳ cũng phải tầm soát tất cả những trường hợp để phát hiện ra những cái trường hợp này hay là không? Thì nó cũng có những cái dấu chỉ, những cái yếu tố nguy cơ mà qua đó chúng ta sẽ khảo sát để biết được những yếu tố nguy cơ đó, để chúng ta sẽ tìm được cái mạch máu tiền đạo hoặc nhau mạch máu tiền đạo. Đó là những cái... Thứ nhất là những cái dây rốn bám màng, thì khi mà chúng ta thấy dây rốn bám màng thì chúng ta sẽ đi tìm cái dấu chỉ là có là cái mạch máu tiền đạo hay là không. Cái thứ hai là bệnh nhân bánh nhau phụ hoặc bánh nhau nhiều thùy. Khi mà cái bánh nhau phụ hoặc bánh nhau nhiều thùy thì nó sẽ có kết nối từ cái mạch máu từ cái bánh nhau này qua bánh nhau kia, thì có thể là bánh nhau từ ở mặt trước nó dòng qua cái mạch máu nuôi ra mặt sau, để có thể là dòng qua cái cổ tử cung. Nhau bấm thấp hoặc nhau tiền đạo thì được ghi nhận qua siêu âm trong tán nguyệt. Thứ hai, đối với những trường hợp này chúng ta cũng phải tìm cái mạch máu tiền đạo nó có hay là không. Đối với những trường hợp hỗ trợ sinh sản thì người ta thấy tỷ lệ này mạch máu tiền đạo nó tăng lên cũng rất nhiều, hoặc là trường hợp đa thai. Trong một cái nghiên cứu tổng quan, người ta tìm tỷ lệ và yếu tố nguy cơ của cái mạch máu tiền đạo, thì cái trong cái tổng quan nghiên cứu này thì nó tổng hợp gồm có 13 nghiên cứu, trong đó 2 tiền cứu, 10 thuần tập hồi cứu và 1 bệnh chứng, thì báo cáo trên 500.000 ca, trong đó có 325 trường hợp để tìm cái tỷ lệ yếu tố nguy cơ của mạch máu tiền đạo. Thì người ta thấy rằng trong cái nghiên cứu này, người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà mạch máu tiền đạo nó chiếm khoảng 0,6 trên 1.000 ca. Và những cái trường hợp mà cái mạch máu tiền đạo á, thì 83% những trường hợp mạch máu tiền đạo thì nó phải có một trong những cái yếu tố nguy cơ, như là nhau tiền đạo 3 tháng giữa thai kỳ, hỗ trợ sinh sản, nhau hơi thùy hoặc là bánh nhau phụ, dây rốn bám vào 1/3 dưới tử cung khi siêu âm, hay là dây rốn bám màng. Thì qua cái nghiên cứu này chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ này mặc dầu rất là thấp, nhưng mà nó cũng có những cái dấu chỉ, những yếu tố nguy cơ, thì qua đó để chúng ta thấy những cái yếu tố nguy cơ này để chúng ta sàng lọc, để tìm ra cái mạch máu tiền đạo. Mạch máu tiền đạo thì người ta sẽ, bây giờ người ta sẽ chia ra làm hai tiếp. Cái thứ nhất, cái tiếp 1 á, thì là cái bánh nhau, cái dây rốn nó bám, cái dây rốn bám vào, bám màng. Rồi cái mạch máu của thai nó sẽ đi qua cổ tử cung hoặc là cách cổ tử cung dưới 2 cm, và cái mạch máu này tiếp nối với bánh nhau. Tiếp thứ hai là thường gặp trong cái nhau hai thùy hoặc là bánh nhau phụ, thì một cái bánh nhau nó sẽ có một cái mạch máu đi qua, một phần này nó sẽ không được bảo vệ bởi chất hoạt tông nè, thì nó sẽ đi qua cổ tử cung hoặc cách cổ tử cung 2 cm, rồi nó nối giữa hai cái bánh nhau chính và bánh nhau phụ.
thì nguồn gốc sinh bệnh học thì đến hiện giờ thì cái bệnh sinh của bất thường vị trí dây rốn vẫn chưa được đề cập, chưa được hiểu rõ, nhưng mà có ba giả thuyết được đề cập đến. Thì chúng ta thứ nhất là sự cấm nguyên thủy bất thường, thuyết phân cực. Thứ hai là thuyết hướng dinh dưỡng. Thứ ba là thuyết sự phát triển bánh nhau bất thường do giảm phân nhánh mạch máu màng đệm. Thì trong đó thì cái thuyết hướng dinh dưỡng nó sẽ được ủng hộ nhiều hơn bởi nhiều cái hội. Cái thuyết hướng dinh dưỡng thì người ta cho rằng là ban đầu thì vị trí cái dây rốn nó vẫn bám vào bánh nhau chính giữa trung tâm của bánh nhau, nhưng mà sau đó do cái bánh nhau nó phát triển nhiều vào cái đáy tử cung, nơi mà có mạch máu tăng sinh và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, thì nó sẽ phát triển về hướng đó, nên cái phần của cái mạch máu nó, cái bánh nhau nó sẽ kéo về phía trên đáy tử cung nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi chẩn đoán. Thì chẩn đoán thì có những cái công cụ chúng ta để chẩn đoán. Thứ nhất là siêu âm, thứ hai là MRI, và thứ ba là chúng ta làm siêu âm 3D. Thì cái công cụ đầu tay của chúng ta nó sẽ là cái phần siêu âm. Siêu âm thì thường chúng ta sẽ kết hợp giữa siêu âm ngã bụng và ngã âm đạo. Thì cái hình ảnh của dây rốn bám màng nó sẽ là một cái, trên cái siêu âm thang xám thôi chúng ta cũng có thể phát hiện nó là một hình ảnh cấu trúc ở cơ trống. Nó thường nó chạy song song với thành của tử cung, và khi chúng ta có phổ Doppler lên thì đó là cái phổ Doppler có mạch máu, thì cái độ nhạy nó cũng tương đối cao và độ đồ hiệu thì cũng tương đối cao. Còn mạch máu tiền đạo thì là một phản, là một đường dài phản âm kém chạy qua lỗ trong tử cung hoặc là cách lỗ trong cổ tử cung dưới 2 cm. Thì phân tích dòng chảy, có nhiều cái trường hợp thì chúng ta phân tích dòng chảy thì ta thấy là cái đó nó của động mạch rốn hoặc là tĩnh mạch rốn. MRI thì có thể được sử dụng để chẩn đoán trong những trường hợp mà siêu âm chúng ta không có thể nhận biết rõ, thì có thể là dùng MRI. Còn siêu âm 3D thì đến giờ thì siêu âm 3D cũng có thể được sử dụng, nhưng mà người ta vẫn thấy là chưa có tính ưu việt hơn so với là siêu âm 2D. Đây là một trường hợp của thai 38 tuần. Mặc dầu cái ca này là đã được khám sàng lọc trước sanh nhưng mà vẫn không phát hiện được mạch máu tiền đạo. Thì khi mà đến 38 tuần thì một trường hợp nhân là bác sĩ thấy là một cái trường hợp là có một cái phản âm chấm nằm ở gần cổ tử cung. Thì khi mà phổ lên người ta sẽ thấy được hai cái màu, nó bắt màu ở hai đây. Thì bệnh nhân này được phẫu thuật và được xác định là nhau mạch máu tiền đạo. Những trường hợp này thì nó sẽ không, mình sẽ không thấy nó nằm vắt ngang qua cổ tử cung, mà này, có thể nó nằm mặt bên nên mình cắt dọc qua thì cắt ngang qua các mạch máu, mình chỉ thấy được hai cái đốm như thế này. Nên là những trường hợp này cũng rất là khó chẩn đoán. Còn đây là một cái trường hợp của bệnh nhân này thì xác định là không có yếu tố nguy cơ, đơn thai có dây rốn bám trung tâm là không có bám thấp, không có xác định yếu tố nguy cơ. Nhưng mà qua siêu âm thì thấy là một cái màng, một cái phản âm trống, hình ống chạy dòng xung quanh, băng qua cổ tử cung. Thì nếu như mà bình thường chúng ta sẽ làm là coi là cái màng ói nó chưa xác nhập vào thành tử cung, nhưng mà khi mà phổ Doppler màu lên thì đó là cái mạch máu. Thì để chẩn đoán phân biệt với những cái trường hợp là mạch máu tiền đạo, thì có những cái trường hợp mà chúng ta thường hay bị sai lầm, đó là cái sai dây rốn trong bọc ói, có nghĩa là cái dây rốn nó nằm trước ngôi thai. Khi mà nó nằm trước ngôi thai, nằm ở nó cũng có bắt qua ngang cổ tử cung, nhưng mà khi chúng ta cho bệnh nhân xoay chuyển hoặc lắc thì cái mạch máu này nó di động. Còn nếu mà mạch máu tiền đạo thì nó sẽ không di động và nó không di chuyển. Còn mạch máu vùng thân tử cung và cổ tử cung, đối với một số trường hợp thì khi mà mình mang thai thì những cái tĩnh mạch hoặc động mạch ở vùng cổ tử cung nó sẽ tăng sinh mạch máu và nó ngoằn ngoèo, cũng là một cái mạch máu, hình ảnh mạch máu. Mình phổ Doppler vô nó cũng có hình ảnh mạch máu, nhưng mà khi chúng ta phổ Doppler vô thì ta thấy cái mạch máu đó là cái mạch máu cùng mạch đập với của mẹ. Còn nếu như mà chúng ta phổ Doppler vô, cái mạch máu đó nó cùng với mạch máu của rốn thai nhi, mạch đập của rốn thai nhi.
thì đó là cái mạch máu tiền đạo. Còn đối với trường hợp là giải ối hoặc màng ối màng đệm thì phổi Doppler không có tín hiệu mạch máu bên trong. Về kết cục thai kỳ, dây rốn bám màng, dây rốn bám rìa, diễn tiến lâm sàng. Cái này nó không có nghe được. Cái này đứng gần rất là mệt. Em chỉnh sao cho nó nghe được chứ đứng gần để nói rất là mệt. Thì đối với dây rốn bám màng, dây rốn bám rìa thì nó có thể lành tính hoặc là nó gây như vỡ gấp khúc hoặc là chèn ép sinh non và thai chậm tăng trưởng, tăng góp phần làm tăng nguy cơ tử vong và bệnh tật chu sinh. Trong hai nghiên cứu người ta xác định, trong một cái nghiên cứu thì trọng quan quan nghiên cứu người ta ảnh hưởng của vị trí cắm dây rốn vào bánh nhau thì nó có ảnh hưởng đến cân nặng của em bé hay là không, thì người ta thấy rằng quan sát tổng quan gồm có 343 trường hợp dây rốn bám trung tâm bánh nhau và 185 trường hợp dây rốn bám rìa bánh nhau, thì đối với dây rốn bám trung tâm bánh nhau thì chỉ có 5% thai chậm tăng trưởng, còn dây rốn bám bất thường thì tới 20% thai chậm tăng trưởng. Thì cũng một cái nghiên cứu khác người ta cũng xác định đối với cái dây rốn bám màng, dây rốn bám rìa thì người ta thấy rằng cái đối với dây rốn bám trung tâm thì cái tỷ lệ khác biệt về tỷ lệ tử vong là 1,6% so với 0,7%. Còn trong cái nghiên cứu này thì người ta xác định rằng cái nhóm dây rốn bám bất thường á thì cái thai nhỏ là khoảng 31%, sinh non 29,5% và mỗi lấy thai cấp cứu là 64,49%. Đối với mạch máu tiền đạo thì cái nguy cơ mình sợ nhất của mạch máu tiền đạo là khi chuyển dạ thì cái mạch máu này có thể vỡ ra, chảy máu và mất máu dẫn đến em bé tử vong nhanh chóng. Nhưng mà một số trường hợp thì dây rơm mạch máu bánh cái màng ối nó không vỡ nhưng mà nó vẫn bị chèn ép, nó vẫn bị vỡ cái mạch máu tiền đạo. Trong cái mạch máu tiền đạo á, thì cái kết cục thai kỳ người ta nghiên cứu để coi cái kết cục thai kỳ đối với những cái trường hợp mà được quản lý, chăm sóc và quản lý chưa phát hiện trước khi sinh và những trường hợp mà không được quản lý trước khi sinh á, thì nó có sự khác biệt hay là không. Thì người ta nghiên cứu là trong 35 trường hợp mạch máu tiền đạo được hai bệnh viện lớn nghiên cứu mô tả tại hai bệnh viện lớn trong 8 năm, từ năm 2009 đến 2017, thì 33 trường hợp này thì bệnh nhân này được chẩn đoán và theo dõi trước sinh, được theo dõi tại bệnh viện, còn hai trường hợp thì không được chẩn đoán và theo dõi trước sinh, hai trường hợp này phải nhập viện trong một tình trạng là cấp cứu. Thì tất cả những ca mà 33 ca mà được chẩn đoán trước sinh theo dõi thì được theo dõi vào mổ xanh, áp ga, sau đó thì của 33 trường hợp này là 69 và 79, còn hai trường hợp cấp cứu thì một trường hợp là áp ga 14 và áp ga 69. Qua cái này thì chúng ta thấy là khi mà được quản lý, chẩn đoán và quản lý trước sinh thì cái kết cục thai kỳ nó sẽ rất là tốt. Cũng trong một cái nghiên cứu khác thì người ta thấy rằng một cái so sánh phân tích tổng hợp kết cục thai kỳ của chẩn đoán trước sinh và không chẩn đoán trước sinh thì gồm có 21 nghiên cứu, 683 thai kỳ có mạch máu tiền đạo thì cái tỷ lệ sống chu sinh gộp là 98,6% so với 72,1%. Còn tỷ lệ sống chu sinh nguyên vẹn là 96,7% so với 28,1%. Về nếu mà như vậy thì chúng ta thấy tính nguy hiểm như vậy thì mình có nên là sàng lọc, tiến hành sàng lọc tất cả những trường hợp thai kỳ hay là không? Thì theo khuyến cáo siêu âm quý 2 của ASUS năm 2010 thì không khuyến cáo sàng lọc thường quy dây rốn, vị trí bám dây rốn và máu tiền đạo như một số hiệp hội sản phụ khoa khác. Thì người ta đề nghị là trong quý 2 và quý 3 dây rốn nên được quan sát và ghi nhận số lượng mạch máu có trong dây rốn và cái vị trí cắm của dây rốn vào bánh nhau, có thể thực hiện được. Trong trường hợp là có thể thực hiện được thì chúng ta nên là quan sát. Còn đối trong cái hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ thì qua khuyến cáo với những thai kỳ những có những cái yếu tố nguy cơ như là hồi nãy mình đã trình bày ở trên, nhau bấm thấp, nhau dù thùy hoặc bánh nhau phụ,
dây rốn bám màng, bám rìa thì cần siêu âm đầu dò âm đạo Doppler để tìm mạch máu tiền đạo. Còn hội y học sản phụ và thai khuyến cáo ở những thai có nhau tiền đạo hoặc nhau bám thấp từ tam cá huyệt thứ hai thì cần sử dụng đầu dò âm đạo để kiểm tra mạch máu tiền đạo lại ở thai kỳ thứ 32, ở tuần thứ 32. Tại vì sao? Vì người ta thấy rằng trong khoảng 20% thì mạch máu tiền đạo nó sẽ không còn nữa, không còn tồn tại nữa sau 32 tuần. Bây giờ thì đã phát hiện rồi thì chúng ta sẽ quản lý và xử trí nó như thế nào? Sẽ quản lý đối với những cái sự hiện diện của khi mà siêu âm, tình cờ khi mà siêu âm á, chúng ta thấy sự hiện diện của dây rốn bám màng thì cách tiếp cận thì được khuyến cáo là khi mà thấy được dây rốn bám màng hoặc bám rìa thì khảo sát hình thái thai nhi chi tiết, bao gồm chúng ta phải đi tìm coi có mạch máu tiền đạo hay là không. Cái thứ hai là đánh giá sự tăng trưởng của thai nhi mỗi 4 đến 6 tuần. Nếu thai chậm tăng trưởng thì chúng ta sẽ quản lý theo quy trình của các rối loạn bệnh lý này. Tư vấn cho thai phụ về việc đến bệnh viện ngay khi có những cái dấu chuyển dạ. Thời kỳ để chấm dứt thai kỳ thì người đến hiện tại thì người ta thấy là chấm dứt thai kỳ ở tuổi thai 39-40 tuần thì không có bằng chứng là phải can thiệp sớm thì nó có kết cục tốt hơn là cái can thiệp ở cái tuổi thai này. Và chấm dứt thai kỳ có thể là mình có thể cho sanh ngã âm đạo hoặc là khởi phát chuyển dạ, chứ không nhất thiết phải mổ lấy thai. Chỉ cân nhắc mổ lấy thai đối với những trường hợp mà nhau bấm màng mà nằm ở đoạn dưới. Trong quá trình theo dõi sanh thì nên chúng ta nên theo dõi tim thai liên tục để phát hiện ra những cái dấu hiệu của chèn ép dây rốn hoặc là vỡ mạch máu. Sau khi sanh xong thì mình tránh là kéo cái dây rốn mạnh quá để nó đứt cái làm rách cái màng, đứt cái còn sót cái bánh nhau trở lại. Còn trong cái mạch máu tiền đạo thì trước sanh thì tới hiện tại thì không có sự đồng thuận, thì thấy chưa có sự đồng thuận nhất về cái thời điểm để quản lý nhập viện hoặc là sử dụng corticoid hoặc là theo dõi như thế nào, đánh giá về cái giá trị của đo chiều dài cổ tử cung hay là không, nếu như mà mạch máu tiền đạo được ghi nhận ở quý 3 của thai kỳ thì nhưng mà có sự thống nhất là có thể dùng corticoid, được đề nghị sử dụng vào một cái liệu trình vào lúc mà thai 28 đến 32 tuần tuổi thai. Đối với trường hợp theo dõi ngoại trú hoặc là nhận nội trú thì nếu mà nhập viện, có thể nhập viện theo dõi, người ta đề nghị là có thể là tuần thứ 30 hoặc 34 của thai kỳ, đặt nhập viện cho những cái thai kỳ này. Đối với những cái thai phụ mà có nguy cơ sinh non hoặc là có chảy máu âm đạo hoặc là những cái cơn gò, có nhiều cơn gò mà có dò sinh non. Còn theo dõi điều trị ngoại trú thì khi nào theo dõi điều trị ngoại trú? Khi chúng ta thấy cái cổ tử cung dài đóng, không có cơn gò, không chảy máu hoặc là không có tiền sử sinh non thì có thể là cho và còn tính cái khoảng cách mà từ nhà đến bệnh viện thì không quá 15 phút thì được đề nghị làm nông chóp test 2 lần một tuần. Một cách tiếp cận nữa là một số tác giả thì đề nghị nên đo chiều dài cổ tử cung, vì cái chiều dài cổ tử cung ngắn nó cũng nói lên một cái dự đoán một cái khởi phát triển dạ gần. Nếu như mà cái chiều dài cổ tử cung lên trên 25 cm thì cân nhắc chấm dứt thai kỳ từ 35 đến 36 tuần. Chiều dài cổ tử cung mà dưới 25 cm thì cân nhắc nhập viện và theo dõi và dùng steroid chiều dài nếu thai có khả năng sống. Còn nếu mà chiều dài cổ tử cung từ 10-15 mm thì nhập viện và cân nhắc chấm dứt thai kỳ nếu thai có khả năng sống. Thời điểm sinh, mục đích của mình là thời điểm sinh là để tránh lấy thai ra trước khi vỡ ói màng ói hoặc bắt đầu chuyển dạ để giảm thiểu các biến chứng do sinh non gây ra. Sinh mổ chủ động khi nào thì theo cái tại hiện thời, cái hai hiệp hội này thì kết luận rằng sinh mổ chủ động do mạch máu tiền đạo hợp lý là từ 34 tuần đến 36 tuần 6 ngày.
sanh mổ chủ động mà ở thai kỳ nhỏ hơn 32 đến 33 tuần thì tùy theo cái việc khẩn cấp của cái thai đó, nó có những vấn đề gì bất thường hay là không, bất thể được thường về tim thai hay là những cái dấu hiệu dội sanh non, thì mình có thể là mổ sanh sớm. Và đối với những cái quản lý của cái chấm dứt thai kỳ của mạch máu tiền đạo thì chúng ta phải cá thể hóa từng trường hợp, chứ không mà nhất thiết là ABC là chúng ta phải làm vậy làm vậy. Mỗi trường hợp nó sẽ mình sẽ cá thể hóa để mình giúp mình quản lý và mình có cái thời điểm chấm dứt thai kỳ phù hợp để có một kết cục thai kỳ nó tốt hơn. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin